Hôm qua má đi coi Hồng Loan diễn vô trường thăm con, cũng kêu con gắng cố gắng nha. Mà khi mà Hồng Loan ra diễn rồi má thấy có duyên nè, có hào quang, nhưng mà cũng là hay gan đó. Chứ con biết không, khi mà đi quay phim thì nó dễ hơn, đâu có ai đâu mà mình làm sai á, mình làm lại động tác, mình sai mình động tác mình làm lại. Còn lên sân khấu này khó lắm. Như vậy đó con biết không, má hiểu, má nhìn vô má biết là có ba nó theo phù hộ rồi đó, chứ đâu có đơn giản. Mà một nó 37 tuổi rồi chưa bao giờ bước ra sân khấu diễn như vậy là quá tốt. Mà má tiếc con cái là ngày hôm qua má có một cái tiệc sinh nhật trong phòng trà nữa, mà tao mời má là lúc 8 giờ, mà má vô má xem má nhìn đồng hồ lại là 9 giờ mấy rồi. Má công ta chờ má thì không, má rất ngại người ta chờ đợi mình lắm. À, người ta chủ tiệc mà người ta mời mình mà mình đến trễ quá thì rất kỳ. À, tiếc con cái là không có ở lại để chụp hình với con. Má cũng nói để ba mua cái lẵng qua để ba tặng cho con nha. Nó thôi ba đừng có tặng, leo lên sân khấu lên lên xuống á, mệt lắm. Trời ơi, nó nghĩ má chắc chắc già lụng cụng dữ lắm hay sao á. Trời ơi, nóc nhà má còn leo lên được chứ sân khấu đâu có gì đâu. Thấy cũng thương, thật kệ, má cũng cố gắng ủng hộ con, nó để cho con nó có một cái tương lai. À, sau này mà nối nghiệp cậu cũng được đi. Thấy thương con, nó cố gắng nó làm được mọi điều hết để cho có tương lai sau này sáng lạng. Thấy cộng đồng mạng ủng hộ má cũng mừng, vô thấy toàn là phe nhà không mà ủng hộ má mừng lắm. Rồi vô ai cũng gặp má Tư, má Tư, má Tư đó có điều, má cái là cái điều hạnh phúc nhất, con thấy không, hạnh phúc nhất. Thấy thương con, nó làm đủ điều hết trơn để cố gắng chơi viên một gia đình tội nghiệp xoài sau lưng má nè, bùm bùm nè, rồi Mỹ Mỹ nè, rồi Ni nè, rồi vợ của Sang nè, sum họp. Và là bữa hôm ngày hôm qua cũng có bà vú nuôi của Hồng Loan, mà bà vú bỏ thuốc ngủ để đi mê cải lương đó, mấy chục năm mới gặp lại. Thì má hay lắm nha, má vừa bước vô thấy cô đó vừa ngồi xuống, má nói với em má nè, hình như là gặp quanh nè, vú nuôi nè, rốt cuộc tưởng sao ra ngồi kế bên, rồi ngồi kể lại tâm sự. Má mê cải lương lắm, mê lắm con ơi. Rồi nuôi Hồng Loan ngày hôm qua thì cũng nhắc lại câu này. Khi mà má bệnh trong bệnh viện á thì cổ mới vô, ngày hôm qua cổ nói cũng nhắc lại mà cái câu này má mới nghe thôi nha. Má nói đây là có cậu Năm làm chứng chứng giám cho má. Má không có đặt điều, nó ngồi vào sau lưng má mới nói âm thanh, biết không, em vô thăm má Năm trong bệnh viện Hồng Bàng á, má Năm nó con về đi, về thăm vô đủ rồi, con về đi để nhà đó hai mẹ con đen ăn hiếp con trắng. Ngày hôm qua má nói thì má thật sự má mới nghe thôi. Lần đầu tiên cô đó cổ nói như vậy, cô nói con em anh Thanh biết em không hiểu được luôn đó. Thì Hồng Loan yêu quý cái người đó lắm con, yêu quý lắm, mặc dù cũng có thời gian thôi, mà tại cũng có một cái bệnh mà mê cải lương bỏ thuốc ngủ cho Hồng Loan á, thì bà nội Hồng Loan không có cho, không có chịu. Mà bà nội thì thương Hồng Loan lắm, kêu cô đó về đi để hai cái con đen nó ăn hiếp con trắng đó, chỉ nói vậy thôi. Đêm hôm nói cho má nghe rồi nói thôi em đừng nói cho ai nghe hết nha, tôi nói không, cái chuyện này phải nói ra cho người ta hiểu chứ đó. Con thấy không, cái chuyện mấy chục năm về trước mà ta vẫn còn nhớ lại, người ta nói cho mình nghe như vậy đó. Rồi con biết không, má cũng rất cảm ơn mấy Bích Trâm nè, Linh Tý nè, tất cả những người về chung quanh Hồng Loan ủng hộ Hồng Loan đó. Thì nói chung ra ở phải mà con, thành thử ra coi như là ba nó là Linh Tâm, rồi kết nghĩa với má với cậu, rồi tên của nó liền gắn liền tên má tên cậu luôn, là coi như là một gia đình rồi đó. Coi là Hồng Loan có một gia đình thứ hai, rồi gia đình đại gia đình nữa, là coi như là cộng đồng mạng. Rồi kế bên sát cánh là có Ni nè,
rồi có bùng bông qua Mỹ Mỹ toàn bộ hết trong gia đình. Anh thấy không, đó rất phải nói là má cũng rất an tâm, vấn đề xung quanh Hồng Loan có rất nhiều người thương yêu, không biết không. Chứ bây giờ Hồng Loan thì nó hiền, nó ít ăn ít nói, nhưng mà thật sự bây giờ nó lên nó diễn mắt cũng ngạc nhiên đó nha. Chứ nói chuyện ở ngoài đời lúc trước thì nói chuyện cũng cũng xong, nói thì bập bẹ không biết mày nói cái gì, thấy khổ lắm má, mất lo lắm. Thật sự đó con biết không, tới bây giờ má vẫn coi Hồng Loan là một đứa con nít hồi xưa đó, mà sau này nó đi hát đi ca vậy là má cũng vững tâm đó. Con trưởng thành rồi cái nhớ chực lại là con nó 37 tuổi rồi, má ra đi má mới có 30, coi má đem nó về má mới có 34 tuổi à. Rồi tới bây giờ vẫn coi đứa nít Hồng Loan rồi, từ 5 6 tuổi tới giờ vẫn coi nghe. Rồi sau này cái thời gian Hồng Loan đi diễn nè, đi ca nhạc này kia nọ má mới nghĩ đó, rồi nó lớn rồi nó có con có cái có chồng rồi cứ coi cái bé Loan à. Má thật sự sau này á cái drama nổi lên mới gọi là Hồng Loan, chứ lúc nào má cũng gọi là bé Loan không, má không gọi Hồng Loan. Hãy gặp người nhau á, hai ba con này gặp bé Loan chứ không có kêu Hồng Loan. Thì con biết rồi, làm cha làm mẹ mà con có 40 tuổi 50 tuổi mà khi cha mẹ còn sống vẫn coi con như là một đứa con nít, cứ sợ con không có trưởng thành, sợ con đi sai đường đó. Thì sau này má thấy nó lên nó diễn gì má mừng ghê, thôi cũng dạn dĩnh lắm rồi, cũng tạm ổn được 50% cho má. Má có nhắc hoài, má có nhắc kỹ lắm, con ơi cái gì con cũng phải chặt chẽ phải kỹ lưỡng chút xíu. Ba lớn tuổi rồi, ba đâu có ở đây mà sống đời mà nhắc nhở con hoài, thì con có gì con làm con phải nên suy nghĩ cho đúng lương tâm con người của mình đó. Ba má cũng có nói với Hồng Loan mấy lần như vậy nhắc nhở con đó, tại vì sợ đó con không, con nó không hiểu có biết không, tại vì ở chung một gần mực thì đen gần đèn thì sáng, thành thử từ nhỏ tới lớn Hồng Chung Hồng Loan nó ở chung như vậy đó, thành thử ra má cũng lo lắm, má lo sợ nó đi sai đường. Nhưng mà cũng may mắn ông trời độ với lại cậu cũng linh thiêng cho con nó nên người, nó có một tương lai sáng lạng như vậy má cũng mừng đó. Mà sự má nhắc nó đều đủ đều hết trơn đó, nhắc từ trong gia đình rồi từ ra tới cộng đồng mạng rồi chung quanh này nọ mới nhắc hết, những người ân là có má nhắc Hồng Loan hết phải ghi vô tâm đó, chứ không phải xong drama này rồi hết show rồi diệt là không đúng. Cái cách má sống là như vậy, có trước có sau, cái gì mà ghi ân là ghi ân suốt đời, chứ không phải mà người ta làm cho mình xong rồi mình đặng chuyện đó rồi. Người ta nói là đặng cá bẻ câu đó là không được, mình sống phải có trước có sau.